Việt Nam mình bữa đá với Nhật ăn một trái ha. Nguyễn Ánh Ngọc, nếu đã quan hệ tình dục trước khi cam kết thì phải làm sao để xây dựng lại cảm giác yêu, làm sao phải biết họ có rung động vậy anh? Em không biết được họ có rung động hay không sau khi đã làm điều đó, buồn rồi, em chỉ có thể lưu lại trí nhớ ngày xưa thôi. Nếu mà ai đó đã lỡ quan hệ, nếu bạn đã lỡ quan hệ thì bạn nên ngưng vậy thôi, và phải biết cách ngưng đúng, tức là phải nói như thế nào, thể hiện cái thái độ lý do tại sao ngưng cho nó phù hợp thôi. Xây dựng lại cảm giác yêu, học lại cái kiến thức đường đến trái tim chàng, những cái điều mà anh hướng dẫn đó, cho người đàn ông thử thách, cho đây không phải là tạo ra mà là để cho anh ta những cái thử thách anh ta vượt qua. Cái quan hệ tình dục đó chính là một cái em tự lấy đi thử thách đó, chính là em tự lấy đi đó, tức là nó là một thử thách mà em lấy đi mất đó, chứ không phải mình tạo ra. Ok, không cần tạo ra, thử thách nó đầy hết trơn đó. Mà em thường phụ nữ là cái người lấy đi thử thách đó, chứ nó hay để thử thách để anh ta vượt qua, để anh ta xây cái hóc môn, xây cái testosterone, rồi khi anh ta vượt qua thử thách thì chúng ta công nhận cái nam tính của anh ta, công nhận những cái điều anh ta làm, công nhận những cái điều tốt đẹp anh ta làm cho mình, khen anh ta khi anh ta có những cái thành tựu hợp lý, để cho anh ta được cái dopamine. Gần anh ta thì nên cho anh ta cái cảm giác là mình vui và hạnh phúc. Thứ ba là làm cho anh ta có cảm giác ham muốn về thể xác nhưng không đồng ý quan hệ. Làm cho anh ta có ham muốn về thể xác có nghĩa là sao? Anh ta có thể gần mình, anh ta có thể va chạm, tùy vào cái mức độ thân thiết nha. Nếu mới quen đừng cho va chạm. Từ cái động tác nắm tay, cái động tác ôm, ôm phía trước, ôm phía sau ghê hơn ôm phía trước. Tức là ôm phía trước vô vậy nè, nó không ghê bằng ôm từ phía sau. Động tác mà cho ôm từ phía sau mới là động tác ghê. Tức là lúc đó bạn có thực sự là tin lắm đó. Tại vì lúc đó bạn bị hở sườn, bị có thể bị tấn công. Ôm từ phía sau mới ghê. Những động tác khác như là hôn môi, French kiss, rồi chạm vòng 1, chạm vòng 2, chạm vòng 3, chạm ở khoảng giữa cái vòng 3, đùi, cổ, đủ thứ trong người chúng ta. Cái đó nó làm cho người đàn ông có cái ham muốn tăng lên, nhưng mà không thể được thỏa mãn cho tới khi anh ta lọt vào cái trạng thái fall in love, thì lúc đó thoải mái, lúc đó thì nó lại là hay, nó lại là yêu, nó lại là bảo vệ chăm sóc. Mình kết hôn 23 năm rồi, mình và ông xã bằng tuổi 46, 4 năm nay vì công việc giao tiếp nên nhậu nhẹt, nhưng 2 năm nhậu nhiều và be bét, 2 năm nhậu nhiều và be bét ảnh hưởng đến sức khỏe và tình dục rất nhiều. Đúng rồi, ở ở cái tuổi đó là mình cũng ở cái tuổi đó cho nên mình biết tuổi đó là cái tuổi mà bắt đầu cái lưng nó đau rồi á, tuổi lão hóa, 40 là lão hóa nhiều lắm rồi các bạn. Không, mình cũng đã khuyên nhiều lần nhưng cũng không thay đổi được, anh ấy không có lăng nhăng, không ngoại tình, bây giờ mình rất chán nản muốn ly hôn. Anh Tuấn có thể cho mình lời khuyên muốn ly hôn rồi. Mình có cảm giác là bạn tả cái 23 năm, tại vì trong cái 23 năm có 2 năm gần đây, à 4 năm nay thì không, nhưng mà hai năm ăn nhậu làm be bét này ảnh hưởng tới sức khỏe và tình dục. Tức là bạn nói thì mình có cảm giác là cái 23 năm nó không ổn, chứ không phải chỉ là cái gì nhậu nhẹt gần đây. Tuy nhiên tình huống này cần phải biết chi tiết hơn, coi lý do tại sao anh ta nhậu nhẹt, tại sao lại đẩy tới cái lý do anh ta chỉ mới gần đây nhậu nhẹt thôi, nó có lý do. Biết lý do đó, nhiều khi cái lý do đó là nằm ở cái chỗ bạn giật mình luôn, nhiều khi lý do là nằm chỗ mình luôn. Sau khi biết lý do đó mình mới bắt đầu chỉnh sửa cái hôn nhân, và nhiều khả năng á là bạn cũng vẫn phải tạo cái khoảng cách với anh ta thôi. À, không biết cái giá trị còn lại trong anh ta giữ với gia đình là gì, con cái, tiền bạc, tình cảm vợ chồng, hay là một cái mức độ của tất cả những cái đó nhiều hay ít cộng lại với nhau để cho anh ta còn cái cảm giác muốn giữ, và mình dựa vào đó để tạo sự thay đổi nơi anh ta. Tức là vì anh ta còn muốn giữ cho nên anh phải thay đổi thì anh mới giữ được, đó là cái lý luận. Và phải thiết kế ra một cái kế hoạch phù hợp với những cái gì cần làm phù hợp trong tình huống này mới được, chứ đây không không có khuyên được nhiều, nguy hiểm lắm. Mà phải tạo ra cái khoảng cách cơ bản, mà phải tạo khoảng cách, mà phải biết được tại sao cái chuyện nó xảy ra ngày hôm nay, thậm chí nguyên nhân sâu xa có phải là chuyện nhậu nhẹt là cái bạn muốn ly dị, hay là cái nguyên nhân là hai vợ chồng nó đã lạnh nhạt với nhau một thời gian, hay là cái cảm giác yêu nó đã từ nào giờ nó 4 5 điểm, 5 6 điểm, 5 6 điểm nó lình bình đó, là bây giờ ông nhậu cái tục xuống còn 2 là muốn ly dị, thì phải coi được cái nguyên nhân chính xác. Ok, vì hay. Còn cà ok, thì đó là cái cách, cái lời khuyên của mình cho bạn.
bạn muốn chi tiết hơn, bạn có thể tham gia vào cái lớp mà trị liệu hôn nhân á. Mình sẽ cố gắng ra cái lớp offline đó trước tháng 10 cho các bạn. Nếu anh ấy nói anh ấy khó tính, vậy mình vẫn quyết định quen anh thì có khổ không anh? Khi mà anh ta nói anh ta khó tính và em chấp nhận điều đó, có nghĩa là con người anh ta sẽ không có thay đổi cái phiên bản đó. Em không bao giờ chấp nhận một điều đó. Khi anh ta nói anh ta khó tính, em lùi lại một bước. Anh ta không thay đổi, em lùi lại một bước nữa. Ngay từ đầu mà em chịu không nổi thế này, tức là anh ta nói anh ta khó tính mà em vẫn nhào vô, thì sau này em tưởng tượng coi nó sẽ còn tới cái mức nào nữa. Anh thì không những anh ta khó tính mà anh ta còn khó tập, anh ta còn khó này, anh ta khó kia, và em cứ phải là cái người đi phục vụ anh ta mãi. Rồi tới một cái ngưỡng nào đó em chịu không nổi, anh ta tại sao không hạnh phúc? Tại cái ngày hôm nay nè, không có kiến thức rồi gieo tình cảm á, không có kiến thức rồi đi gieo tình cảm, sau đó ngồi quay qua chết ngắt không biết tại sao. Anh ta nói anh ta khó tính có nghĩa là anh ta áp đặt em, và điều đó có nghĩa là em không quan trọng. Em có hiểu được cái tâm lý đó không? Khi một cô gái tới với anh ta, cô gái ốm một chút, cha đó mập, cha chạy lại, em ơi mình quan hệ với nhau. Cô gái nói ok. Xong thời gian gây lộn, anh ta nói em anh khó tính lắm, em phải chịu nhé. Và lý do tại sao anh ta nói vậy biết không? Là tại em không có quan trọng, cho nên anh mới dám nói là anh khó tính. Cái câu là anh khó tính nó chỉ có nghĩa là em phải phục vụ anh, em phải đồng ý với anh những cái điều của anh. Cái đó là cái ngôn ngữ đúng á. Khó tính chỉ là một cái cách nói, mà anh ta yêu cầu em phục vụ anh ta dựa vào cái anh ta nói đó là tính tình của anh. Chẳng có tính gì hết á, chẳng có tính tình ai khó tính hết. Anh khó tính mà anh yêu thì nó sẽ khác. Không có khái niệm đó ở đây. Nó chỉ là sao biết không? Em ơi em không quan trọng, em phải phục vụ anh. Nhưng mà anh nói cho em dễ nghe chứ, tính của anh khó lắm. Anh tính khó lắm. Nếu mà em vậy là ok, anh khó tính thôi, bye bye. Lúc đó coi thằng nào khó biết liền. Bữa nào gặp một con nhỏ đó mà mê nó như điếu đổ á, lúc đó coi còn khó tính không. Đó chỉ là một cái cách anh ta nói với em thôi. Mà nếu như anh hỏi em là nếu anh ta gặp một cô gái mà anh ta mê như điếu đổ đi, thì lúc đó anh ta không còn khó tính. Nếu đó cô hỏi, hỏi cô gái hỏi chứ, thật sự mê nhỏ này như điếu đổ, nhỏ này nhỏ khác chạy lại, nhỏ này nói no, anh ta chạy theo, em ơi cho anh quen nè. Anh ta nói chồng em đẹp quá cho anh quen nè. Cái cô gái hỏi ấy có khó tính không vậy? Nó không, là anh làm gì khó tính, em muốn gì cũng được. Anh đâu có khó tính đâu, anh đi mà em muốn chết đâu khó gì, em muốn cái gì anh làm đó, cho nói cho anh biết, chỉ cần nói cho anh biết thôi, lời nói của em là mệnh lệnh đối với anh. Lúc đó coi biết có khó tính hay không. Cái đó là tàu lô đó, tàu lô á, cái tàu đánh vần là vậy nè, ao ao tạo tao quyền tàu, ok. Còn cái chữ lô đánh vần này nè, ao ao là ao lô, tàu lô đó, đừng có nghe cái đó, hiểu không? Hiểu không? Tàu lô bí đô á. Có một bạn hỏi anh cho em xin tên quyển sách anh viết, anh chưa viết xong. Anh nói thiệt anh mệt luôn, tư vấn không chết luôn, có ngày làm 6 tiếng ngồi. Anh nhà này anh tư vấn ngày 2 tiếng 3 tiếng là nhiều đấy. Tư vấn mà khách hàng lâu dài rồi, khách hàng mới ở đây, ngoài ra các lớp offline, các lớp online, ngoài ra nó còn kinh doanh khác nữa em. Anh nói thật, anh vẫn còn cái kinh doanh bất động sản, nó gọn lại rồi nhưng mà nó vẫn còn. Và anh còn cái phần kinh doanh khác nữa ở Việt Nam. Rồi anh còn hai đứa con nhỏ, một thằng thì nó lớn, nó 20 tuổi rồi thì ok, nhưng mà cũng vẫn phải lo những cái cần phải lo ở cái tuổi đó. Rồi tức là kinh doanh nè, rồi tình cảm nè, trong đó là nó có online offline tư vấn, trả lời fan nữa. Oh my god, trả lời fan, câu hỏi trên tin nhắn đó, trả lời cho các bạn đó. Một số mình không trả lời nổi, nhiều quá, có những cái mình chỉ nhìn được thôi, không trả lời nổi. Thậm chí có một bạn mình vẫn biết nhà vậy nè, mình nhìn xong, bình thường á mình nhìn xong mình chỉ bấm là đọc thôi, báo đọc thôi. Bạn này mình lịch sự, mình ghi vô chữ là ok, có nghĩa là mình báo là mình đã đọc, mình nói ok, nhưng mình không có trả lời được, tại vì nó quá nhiều. Cái vài bữa sau nhận lại một câu rất là cay đắng, mình thấy thương cái con người đó thôi. Bạn ghi là cảm ơn anh, mà một cách mỉa mai nha, cảm ơn anh vì đã viết cho hai từ,
hai letters là hai chữ. Trời nghe nói trời ơi, oh my god, cái người này chắc trong lòng đau lắm, chắc bị cái gì nó khổ lắm. Thôi mình thấy thôi giờ mình cũng ngán á, thôi mình cũng rút lui á, thì động vô nữa nó đau nữa. Thôi thì hay nhất là mình yên ổn éo âm thầm rút, chứ nó không dám nhắn tin, không dám gì hết, âm thầm luôn. Thôi đọc xong cái tin đó thôi im, cái đó là một ngày anh làm nhiều việc lắm á, đuối luôn. Do đó anh không có thời gian viết sách nữa. Em nói trong 10 năm anh muốn viết xong 3 cuốn sách. Anh thì anh thích làm video hơn, tại nó nhanh hơn, là vì lý do đó. Thì sách viết nó cũng có cái hay của nó, nhưng mà sách viết tốn thời gian hơn, đặt xuống cái từ viết nó khác lúc nói. Và thứ hai là đọc chỉnh sửa sách lại, xếp ý lại, chỉnh lại bản in, đăng giấy phép xuất phát hành sách, xin giấy phép, nhiều khê lắm. Giá trị tạo ra không nhiều bằng video. Đương nhiên sách nó có cái hay của nó, nhưng mà cái video cùng một cái thời gian nó cho được nhiều hơn. Thì đó anh có thiên hướng làm video hơn. Thì đó câu trả lời cho em là anh không có sách hiện tại. Có mấy cái cuốn ebook thôi, nhưng mà mấy cuốn đó thì nói chung cũng ok, em tìm đâu cũng được. Với những người mà chưa kiến thức gì thì mấy cuốn ebook nó giúp được nhiều lắm. Ở mấy tiếng hồ là ta 10:32 tiếng rưỡi. Bạn nào quan tâm tới những cái bootcamp lớp học offline, à sẽ có thông báo ở những cái lớp học offline ở đợt tháng 3 này nha. Nếu mình có về trước, hồi trước cái kế hoạch mình là không về Việt Nam trong năm nay, tức là cái lần mà mình cuối cùng là cái đợt tháng 7 tháng 8 vừa rồi. Tuy nhiên gần đây có một cái dấu hiệu, gần đây có một cái ngày hôm qua tôi nhớ mấy gần đây có một cái nhóm cũng cái hội gì đó, họ cũng có cái lời mời mình về nói chuyện ở trong cái về cái chủ đề này. Ở trong cái nhóm của họ thì mình cũng có cân nhắc, nhưng mà sau đó thì mình quyết định mình không về. Họ mời vào tháng 12 và mình có những cái lời mời đó về Việt Nam á, về nhiều lĩnh vực các bạn, về 2-3 lĩnh vực, là về kinh doanh, về tư duy thành công, về huấn luyện trại, về tình cảm. Thì tùy, nếu mà có những việc nào, nếu mà trong năm nay mình có về thì sẽ thông báo gấp và sẽ thực hiện một cái lớp offline nào đó cho các bạn, lớp học thôi. Nhưng mà ở tháng 3 thì chắc chắn kế hoạch sẽ có và sẽ thông báo những cái lớp offline vào tháng 3 cho các bạn. Nếu những bạn nào có quan tâm thì có thể có học được, có thể học được. Nếu đó bạn nào mà có những quan tâm về lớp học hay là cái bootcamp chân dung người phụ nữ quyến rũ 4 tháng 3 năm 2019, có thể để số điện thoại lại và những người trợ lý của mình sẽ hướng dẫn các bạn ha. Anh ơi, em lỡ quan hệ tình dục với bạn trai, sau đó anh ấy im lặng với em. Đến khi em gặng hỏi thì anh ấy nhắn tin với em là chúng ta không hợp nhau. Em ơi, cái tình huống này em tả, anh tả đó, tất cả những cái mối quan hệ mà bạn quan hệ tình dục sớm, quan hệ tình dục trước khi anh ta có cái thái, có cái lọt vào cái trạng thái cam kết, thì rất rất nhiều khả năng cảm giác yêu người đàn ông sẽ tụt. Và mình đã giải thích cái điều này về mặt sinh học, về mặt tâm lý ở trong lớp online, tức là lớp sex sẽ được yêu hơn, và cả lớp offline, và cả trong bootcamp, và cả trong rất nhiều những cái livestream tư vấn ở trên video, ở video trên Facebook và trên YouTube. Do đó là cái việc mà bạn quan hệ tình dục với bạn trai, sau đó anh ta im lặng, rồi sau đó em nhắn tin em hỏi, em bắt đầu đeo đuổi. Anh ta im lặng thì em phải đeo đuổi đúng không? Em sẽ cảm giác sao, tại sao, tại sao đúng không? Thì anh ta nói là không hợp nhau. Đó là một cái câu trả lời tế nhị. Nó diễn đạt cái ý bên trong của anh ta là anh không có yêu em. Cái cảm giác cho em một chút lúc ban đầu nó mất rồi, vì em quan hệ tình dục với anh quá sớm. Do đó là nếu các bạn muốn có một cái con đường hôn nhân hay là cuộc sống tình cảm hạnh phúc, thì chắc chắn các bạn không thể có quan hệ tình dục với người đàn ông sớm. Đây là cái mà nó đúc kết lại rất nhiều rồi. Lâu lâu có một vài bạn gặp hay là nghe, thường là nghe chứ thường không có gặp, nghe một vài tình huống là mấy người bạn, đại loại mấy người kia cũng kể một cách hoành tráng: ô, tao thấy có cặp này quen nhau quan hệ tình dục sớm bây giờ rất là hạnh phúc. Thứ nhất là cái thông tin nó có thể không đúng sự thật. Thứ hai là nếu đúng sự thật là có quan hệ tình dục và vẫn đi đến hôn nhân, nó cũng chưa chắc là nó sớm như họ nghĩ. Nó vẫn có thể lọt vào những cái tình huống là người đàn ông đó cưới vì trách nhiệm. Cũng có thể là người đàn ông đó yêu người phụ nữ đó rất là nhanh, tức là cái cảm giác yêu say rất là nhanh, và rồi thực sự yêu để rồi đi đến hôn nhân. Yes, nó cũng có. Rồi cái tình huống hôn nhân đó các bạn nó đang rất hạnh phúc cũng chưa chắc, mới cưới nhau được 2-3 năm chưa có gì biết cả. Khi sanh một hai đứa con một hai đứa con đầu lòng rồi mới nói lên là tè le, thì cách đây 3-4 năm rồi thì lúc đó mới biết. Do đó tất cả những cái thông tin đó nó đều nằm dưới dạng bí ẩn đối với bạn. Muốn biết chắc ăn
là bạn phải làm trong cái nghề tư vấn và gặp nhiều và coi cái thông cung bí sử. Và nói với các bạn cái câu này mình không cần phải tải cho các bạn nhiều, các bạn chỉ cần coi những cái livestream mà những cái livestream mà đăng trên cái livestream không thôi, đọc những cái câu ấy. Bạn sẽ thấy là cái này nó lặp đi lặp lại, nó nhiều tới mức mà bạn không thể không tin được là cái quan hệ tình dục sớm nó sẽ dẫn tới cái cả tù cảm giác yêu ở người đàn ông nha, nhưng mà nó xây cảm giác yêu ở người phụ nữ, cho dù bạn không học cái lớp offline hoặc online nào của mình cả. Và hiện giờ theo mình biết ở Việt Nam, tới thời điểm này dựa vào thông tin từ fan đưa lại, thì những cái lớp học và những cái kiến thức mình đưa là duy nhất hiện giờ ở Việt Nam. Chưa có bạn nào hay là có một nguồn kiến thức nào mà nó giống như vậy, hoặc là nó giải thích được như vậy, hoặc là sâu như vậy. Và mình nói điều này ra không phải để nói là cái mình là đúng người khác là sai, mà mình chỉ muốn cho các bạn hiểu một điều là đây là cái mà mình một cách cá nhân, một cách chính thức luôn, là mình đây là ở cộng đồng người Việt nha, là cái kiến thức nó rất là riêng biệt và mình tin chắc là nó chính xác, để cho các bạn có thể không có lầm lẫn là ô tại sao người này à, cái này là lấy chỗ này, cái này lấy chỗ kia. Nào các bạn cứ tìm, các bạn coi thì các bạn sẽ thấy trong tất cả những cái lớp học thì các bạn thấy là mình nó không có trùng lặp với một người nào khác, không phải là tại vì anh muốn khác biệt. No, mình đưa cho các bạn cái mà mình thấy nó đúng, và cái này á nó đã có những cái kiểm chứng thậm chí khoa học đo lường từ những chuyên gia bên Hoa Kỳ, bên Tây á, gọi là bên Tây á. Do đó cái mình đang chia sẻ với các bạn là cực kỳ giá trị, vô tình nó chỉ là cái mà từ nào giờ chưa ai dạy thôi, chứ không phải là mình tạo ra một cái gì đó khác để có tính thu hút. Nào, làm sao mà chứng minh được, nó phải có cái giá trị thì nó mới đúng chứ, làm sao mà nó khác, làm sao mà bán được. Do đó là kể cả trong cái việc để người ta mua được cái kiến thức đó, người ta đồng ý với cái kiến thức của anh đó, thì anh cũng phải có cái giá trị của nó, chứ không phải là ok tôi tạo ra cái khác để mà tôi bán. Nào, do đó ngoài cái việc mà mình đưa ra cho các bạn cái kiến thức đó, nó có cái mong muốn về mặt giá trị là các bạn nhận được cái thứ đó để về các bạn có cái hạnh phúc. Như mình nói rồi, cái mục tiêu là vẫn make your life mà I have to make your life better. Anh phải mình phải làm sao để cái cuộc sống các bạn tốt đẹp hơn. Vì cái mình muốn làm là mình muốn cái tỷ lệ hôn nhân nó giảm xuống, tỷ lệ hạnh phúc nó tăng lên. Đó là cái mình muốn tạo ra. Mình muốn tạo ra một cái gì đó nó bùng lên như này, mà một cái sự kiện nó lớn như này, nó thay đổi lớn như này. Mà đứng trên mặt trăng nhìn xuống thấy là wow, trái đất ở chỗ cái dải đất hình chữ S. Cộng đồng người Việt sẽ có cái gì đó nó nổ lên, nó tốt đẹp như vậy. Do đó là không phải một số bạn có thể là nghĩ là chắc ông này cũng tạo ra cái gì đó khác để ông bán. Bạn có muốn bán á, bạn cũng phải có giá trị, chứ không phải là cứ tạo ra một cái gì đó lạ lạ rồi bán. Đối với mình cái đó không phải, mình không quan tâm tới phần lạ. Cái lý do tại sao cái kiến thức của mình là hiện tại mình không thấy trùng lặp, và cái này từ fan kiểm chứng, nhưng mà từ mình nha, là vì nó đối với mình nó là cái đúng mà thôi, mà nó vô tình là cái duy nhất. Nếu trước đó có một ai chia sẻ với các bạn cũng như vậy thì đó là cái điều đáng mừng, tại vì mình thấy là đây có người chia sẻ cái đúng, chứ không phải là tạo ra một cái gì đó lạ để bán. Đó là mình muốn cho các bạn hiểu cái điều này. Ở trong cái phần kinh doanh đó, nó nằm ở cái chỗ này nè, đưa giá trị cho người khác, người ta nhận được giá trị, giải quyết cái vấn đề của người ta, giống như Jack Ma không nói thì muốn Jack Ma nói giải quyết cái rắc rối của người ta, thì mình sẽ nhận được cái phần giá trị cho lại, và cái đó gọi là cái công lao, đó là cái lợi nhuận, mà cái đó là cái xứng đáng trên vũ trụ này. Bạn trồng cây thì bạn sẽ hái trái, đúng không, chứ không phải là tạo ra một cái gì đó là lạ để mà thu hút người ta để mà bán. Con người nó làm mất đi, thấp đi cái phần người các bạn biết không, nó thấp đi cái phần self esteem của mình biết không. Mình không có làm gì đó, mình cho cái gì, nếu như ai đó thấy mà cái này không giá trị, mình không muốn người đó tham gia vào, chứ đừng nói tới mua. Mình không muốn người đó nghe luôn, nếu bạn thấy nó không giá trị bạn không cần nghe luôn, chứ đừng nói tới mua, không cần, không quan tâm. Mình chỉ đưa cho cái người nào cảm giác là cái này có giá trị. Bạn bao nhiêu, có bao giờ bạn làm ra một cái bánh và bạn ấp ủ và bạn làm cái bánh và bạn biết là cái bánh mình ngon, nhưng mà có một người lại nói cái bánh này không ngon, anh có trả bao nhiêu tiền tôi không muốn bán cho anh, đúng không? Cái cảm giác đó, cái cảm giác self esteem đó, cái tự trọng, mà không muốn cái người đó ăn đó kìa. Nếu nó không ngon anh chịu khó anh vui lòng anh đừng ăn, mà tôi không có buồn không tức anh đâu, nhưng mà anh đừng ăn, để tôi dành cái này nè, cái công sức đó, tôi cho cái người ta ăn, những người mà người ta thưởng thức được đó, và cái người đó sẽ trả tiền cho tôi. Mà tôi làm điều này không phải vì cái chuyện là người đó trả tiền cho tôi, mà là cái người đó thưởng thức được, còn anh không thưởng thức được anh trả mắc hơn tôi không bán. Các bạn hiểu cái cảm giác không? Đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn về cái phần cái giá trị cái kiến thức. Nhớ, không có quan hệ với người đàn ông trước khi anh ta
lọt vào trạng thái cam kết. Đọc rõ thì có người hỏi anh Tuấn ơi, cam kết là sao, là anh ta viết giấy tin nổi đời không? Anh Tuấn nói cái cảm giác anh ta, người đàn ông cam kết là anh ta viết giấy. Trời ơi, bà mẹ Việt Nam anh hùng, nếu mà viết giấy để quan hệ tình dục chắc nhiều cha chị ngồi xuống viết lắm. Cô nào đẹp đâu lại đây tôi viết cho vài chục tờ, cô này phải không, cam kết với em nè, đương tờ xong quan hệ tình dục em hả, để anh cho em tờ cam kết. Giấy giá trị được. Cam kết là một cái cảm giác bên trong người đàn ông mà từ đó anh ta phụ thuộc vào người phụ nữ về mặt tình cảm, đó là cam kết đó. Nói cái đó đơn giản cho các bạn hiểu. Giải thích về sinh học có nhiều người không hiểu nổi đâu.